Xin chào nhiều các bạn, mình là Nemu của Nemnet Gamer Channel. Thì do là mạng mình mỗi lần mà live bữa nay thì nó bị lắc, bởi cho nên là mình mới làm video đánh offline này. Nói chung là đánh offline bên cái acc chính thì là chắc là có thể là mình sẽ đánh 5 trận luôn. Rồi ok, mình quẩy thôi. Tranh thủ mình làm xong lát nữa, nếu mà kiểu như là còn có hứng á, nếu như mà gặp kiểu như là không có gặp nhiều kẻo chế thì là mình qua mình làm bên cái acc Mạc lon luôn, để có gì ngày mai có video này kia đăng lên chơi cho vui. Nhưng thực ra đánh BK, S-Max này cũng vui nữa. Ok, mình là người đánh sao? S-Max trong thẻ mới vô đã gặp kèo 15, thiệt. Mình là người đánh sao? Lin, lin, lin. Úi rồi, vãi. Kyo á, nó xa. Căng nha. Căng lắm luôn á nha. Ủa sao lại nổ con này làm chi vậy? Đu gỗ phản. Bịch 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 bịch. Đi cơ vô. Nó say. Chết. Ui mẹ ơi, con single không chết kìa. Kêu đi một nội tại. Giải cho single. Truy kích quá xa. Sẽ đi một nội tại luôn. Cái này phản cái là con chưa đủ hả? Chết. Choáng nó. Mẹ Google mình đạp con choáng gì luôn kìa. Google nhà mình có khác. Đạp không choáng luôn. Ui ôi mẹ mày. Ui trời ơi thiệt. Google mình thì không choáng cái gì hết. Nãy giờ phản độc chiêu rồi kia các thứ rồi nha, không choáng. Có hai chí pha này toang rồi. Hai chí là toang rồi. Ô nó nổ ngu rồi. À, hay là con kia nó nổ vậy thì con Google phản cái Google của hàng sát thương không chết. Sao nổ con Kyo trước ta? Nổ Kyo trước là ngon rồi, thì Kyo không có nổ hả? Choáng. Không choáng cái gì luôn. Không choáng cái gì hết ta. Ôi mẹ không hiểu kiểu gì luôn. One, two. Single kè này trâu quá rồi ta. Single kè này trâu hơn là mình nghĩ á. Nó nãy giờ mới chết, nó chưa chết bạn nào ta. Đúng rồi, như chưa chết bạn nào.
Sao Google mình ngu vậy mẹ, không phản nó thiệt luôn á, nó không phản choáng một cái nào luôn hả? Toàn Google rồi. Ê, nó Google đạp không choáng cái nào luôn, thấy không? Cái này là sao? Cái này nhân phẩm hay là sao vậy? Thật sự mình không hiểu luôn á, mình không hiểu. Không hiểu là bị cái gì nha. Không hiểu bị cái gì mà con Google nó phản không choáng được. Lạ lùng hết sức. Cẩn thận không? One, two. Yeah, nó không chết. Mà sao còn nội tại em ta hay hết rồi. One, two. Google ơi, kèo này nói chung là tại là do con Kyo là cái nó bị ăn sát thương lan á, nó bị ăn sát thương delay, nó không trả kịp á, cho nên là nó mới chết thôi. Chứ kèo này thật ra nếu như mà đổi con single thành con khác thì chưa chắc là mình ăn được nha. Google mình kèo này cực kỳ ngu, nó phản không choáng được cái nào luôn, đúng không? Phản độc chiêu không choáng được cái nào, vừa đánh độc chiêu cũng không choáng luôn. It's it rồi, mình là người đánh trước. Ôi ôi thiệt, đến cái này nản thực sự. Còn đâu mà cảm hứng mà lát nữa làm cái ạc, làm cái ạc, làm cái ạc phụ nó bây giờ. Ôi ôi phải trứng, mình đánh trước qua xa rồi lại 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 đổi cho nhau hả? À đu lon nữa, đu lon cái này ngon. Cái này ok nha, cái này ok, là mấy quá xa có thể đấm được Dulon, có thể đấm được. Choáng, không phải vậy chứ. Dulon bảy bóng ma. Đang cút meta nữa. Đánh cái nửa phản. Ikuzo Kimero. Đồ quéo truy kích kìa. Mình phải đánh vậy á, sợ mất công là đụng vô con Kula, đụng vô một cái là nó ẩn thân một cái là mệt luôn. Vãi cả nồi, không truy kích, giết người là không truy kích. Kyo đúng là bút. Ôi ôi. Massa còn một nộ mà. Bút đủ á. Ui trời ơi, vãi nồi. Hơn được cái không đam. Ta đua lâu là hoàn toàn luôn á. Không 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 không. Hên quá. Kèm này ra con nít nữa.
Kêu được cái không đam thì sao giết mãn xa nè, giết mãn xa mới khó. Xong. Choáng. Không choáng hả? Không đam không? Không có rồi. Chưa? Rồi, còn mấy mạng. Ha ha ha, you are footless again. Mình cứ không canh được nam, cái không nam của single này lắm, không biết lúc nào nó có. Tới đây Dulon chiến ngán quá xa thôi, chứ còn cái này Dulon bất tử rồi. Chết. Không chết thì thêm một cái nữa. Ôi à. Ôi, hai game tôi chất 15 rồi. Nếu mà game này mà 15 nữa thắng, dù thắng dù thua thì mình cũng nghĩ thôi, mình qua lạc lo đánh cho nó đỡ áp lực. Chứ còn này kiểu như là đồng ý là ạc chính thì mình cũng muốn leo rank cho nó cao cao, còn ạc kia thì đầu mùa tới giờ đánh đâu có được bao nhiêu trận đâu, thì chơi nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Chứ còn đánh mà gặp kèo tới chức 15 ngoài ngoài chán quá. Đó thấy không? Thôi xong game này thì mình không đánh bên ạc này nữa. Qua ạc kia quẩy thôi, mình là người đánh sao. Mấy con này lấy cho có rồi chứ đâu ăn thua gì. Mấy con này lấy cho có. Mình là người đánh sao, tìm bạn đánh trước, có Yuri. Con gì đây? Ken không? Ken Angel hay gì? Isla là ngon vậy ta? Phải. Có thêm thằng đệ cover nữa. Có thêm thằng đệ cover. Cái này ra mấy con kỹ cho hồi nổ nhanh. Có thêm thằng đệ để cover kìa. Ảo thiệt. Okay, để resist tăng không ta, tại vì con Anis được khả năng cao có nộ rồi, mình nghĩ là để tăng được. Quay à! Ui, đau đấy. À mày. Hiên quá gắt chico, mỗi con một nội tại luôn, mỗi con một nội tại. À nó tất cả Irasha, mình nếu phải đầy nổ thì con anh ấy lại được giải hiệu ứng đúng không, nếu mà lấy nội tại của nó lại được giải hiệu ứng. Khi nào bị choáng thì tên này thì là con Rizin nó nổ sẽ giải cho. Hiên
Fire! Oh my! Wagachikuru! Oh my! Oh my! Yuri 2 nổi tại rồi nha! I a chữ chữ ư i chi! Ôi ôi, không lên được rank kia kìa. Nhưng mà thôi, nhưng mà nó nói rồi, đánh nhiều kèm mà Lâm mình cực kỳ không thích bê, cho nên là ok. Video này mình sẽ up ngay tại đây nha. Rồi chừng khoảng 50 phút nữa rồi mình qua bên cái phụ mình đánh. Rồi bữa nay vô quay con Bola, có ra được Bola quay miễn phí không? Miễn phí nào? Ủa nó lắc kìa, ôi ôi, tưởng đâu ra con Bola chứ. Quên, bữa nay là thứ bảy đúng không? Thứ bảy mình sẽ vô mình săn bản sao, săn bản sao cuối tuần là được săn sao cuối tuần là được thêm cái gì á, thêm kim cương. Ok, mấy anh em đợi mình xíu nha, tranh thủ làm vậy kéo thời gian video luôn. Kéo thời gian video. Mặt này mình leo được 1.500-1.600 điểm rồi, vậy cho nên là ok, để qua Athlon đánh cho nó nhẹ nhàng. Athlon thì là không có quan trọng lắm. Rồi kèo S mắc hay mà nó cho nhiều kèo 15, có thành ra nó lại nhàm thật sự luôn. Chơi á không, các bạn thấy không, chơi gần như không có tính toán gì luôn, chỉ cần vô là kéo nộ, chỉ trừ có tên một thôi. Tên một có nhiều con là cái kiểu như nội tại không búp nộ thôi, chứ còn sao tên một là tên nào gần như tên nào cũng có nộ. Ấy, nó không có nhiều cái tính toán, nó phụ thuộc nhiều vô may rủi. Rồi tranh thủ mình làm ba cái nhiệm vụ này luôn, để làm nhiệm vụ hàng ngày, để mốt qua đây còn mở hộp cư la 15 hoặc là lấy avatar chibi rồi kia các thứ. Nhìn nào anh Terry, nó không, mạng mình chơi mấy server này rất bình thường, chỉ cần mình bật like anh thôi, chỉ cần bấm vô OF mà bấm là star live streaming là bắt đầu là nó lại lắc, không hiểu tại sao. Nãy ngồi khắc phục rồi, nhưng mà ngồi mò VPN hoài không được, reset mạng lại, tháo ra gắn vô lại vẫn không được. Thế cho nên là không biết là nó bị cái gì luôn. Lướt YouTube rồi mình coi thử là stream của những YouTuber khác nó vẫn bình thường. Ừ. Mà chỉ bắt đầu là mình tới mình là bị vô web cũng mượt nữa. Vô web thì là do là mạng cáp quang đang bị đứt á, thì là nó sẽ chậm một xíu thôi, nhưng mà về cơ bản là mình vẫn loát được bình thường. Chỉ có điều là lúc mà bật like nó lại bị. Mà nhắc cái vụ mà like thì là bữa nay thì là cái OS đó, hồi chiều này nó có kêu mình cập nhật. Chắc là biết là do có khi nào do cái bản cập nhật không. Rồi ok, thì video mình tới đây kết thúc nha. Nếu các bạn thấy hay và bổ ích thì để lại cho mình một comment, một like share và một đăng ký kênh để ủng hộ mình. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Thank you for watching. See you next time.